Sau chiến thắng đầy cảm xúc và tự hào tại cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm 2020, em Nguyễn Thị Thu Hằng đã nhanh chóng trở lại với nhịp sống thường nhật với thầy cô, bạn bè và gia đình. Danh hiệu quán quân Olympia mùa thứ 20 vừa là động lực, vừa là niềm tin để Hằng tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ của mình trong tương lai. Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh lớp 12B1, trường Trung học phổ thông Kim Sơn A, không chỉ là niềm tự hào của thầy trò nhà trường mà còn mang vinh quang về cho Ninh Bình. Những nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Thu Hằng qua cuộc thi đã được đền đáp xứng đáng. Thầy và trò nhà trường rất hy vọng từ cái chiến thắng của em Nguyễn Thị Thu Hằng của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 này sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng, truyền lửa cho các em học sinh của các thế hệ tiếp theo, sẽ ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu để tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của nhà trường. Trở về từ cuộc thi, Hằng tiếp tục miệt mài học tập cùng thầy cô và các bạn, vẫn là cô học trò nhỏ hiền lành, thân thiện, ham học hỏi. Em đang tập trung cho kỳ thi học sinh giỏi tới. Nguồn năng lượng tích cực từ Hằng đã lan tỏa và tiếp lửa thêm cho bạn bè và thầy cô trong trường. Em là học sinh của trường Kim Sơn A thì em cảm thấy rất tự hào vì khi mà trường em học cũng như tỉnh mình có một người nhân tài như bạn Hằng, và em thấy Hằng là một người rất là tự tin và các bạn bạn là con gái tài năng. Sau khi cổ vũ xong bạn Hằng thì về lúc nào cũng nuôi ý chí sẽ phải cố gắng như bạn Hằng. Điều quan trọng nhất đối với Hằng là luôn đặt ra cho mình những mục tiêu và kế hoạch thực hiện để là nguồn động lực cho bản thân trên con đường lĩnh hội tri thức. Cuộc thi đường lên đỉnh Olympia mãi là một kỷ niệm đẹp, không chỉ giúp em tích lũy, mở rộng kiến thức, mà còn rèn luyện nhiều phẩm chất, kinh nghiệm để đi đến thành công. Đầu tiên chắc có là sự kiên trì, bởi vì là cái chương trình này thì đòi hỏi thí sinh rất là rộng kiến thức. Thực sự chỉ có bằng sự kiên trì mỗi ngày một chút, tích cóp dần, và sau đó thì có thể là tạo cho mình một cái vốn gì đấy để mình đi thi. Và thứ hai là có lẽ là phải có sự dũng cảm và điềm tĩnh. Điềm tĩnh khi mà mình vào cuộc thi mà mình bị run chẳng hạn thì là mình sẽ bị quên kiến thức rất là dễ. Nên là phải thật sự bình tĩnh. Và cái thứ hai là dũng cảm đối mặt với lại khó khăn, thử thách, có chiến thuật linh hoạt. Sau những giờ học tập, Thu Hằng lại là cô bé yêu âm nhạc, thích tham gia các hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt Hằng có một kênh YouTube cá nhân riêng rất độc đáo, ghi lại những khoảnh khắc thú vị và trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Chúc cho những ước mơ và niềm đam mê của Thu Hằng mãi được nuôi dưỡng, xứng đáng là những người trẻ viết tiếp truyền thống hiếu học của mảnh đất Ninh Bình, địa linh nhân kiệt.